sẽ hôm nay đi đánh quả sớm mấy bạn. Sáng nay 6 mấy là chạy qua bên hãng bia Tiger, lấy hai con xe về làm. Một con thì sơn lại CB650, sơn lại màu đen mờ lên cái bô AK đùi gà, một cổ inox. Con anh H thì dọn full ngay chỗ hãng bia Tiger, đường gì ta, Lê Văn Lương. Sẵn chở cục máy AB208 của khách quen đi thử cái công nghệ mới bắn bằng nước sôi các bạn, coi thử là nó có ổn giống như là ông anh mình nói không. Thì ông anh mình vừa mới bắn cục máy SH là ra nhìn thấy nó bén quá, nhìn như cục máy mới mà bảo hành 100% là không bao giờ bị cháy ốc, không bao giờ bị nổ xi, không bao giờ bị ố. Giờ tẹt qua bên Gò Vấp trước, qua bên Gò Vấp quăng cục máy AB208 đi thổi nước chứ. Thời gian làm khoảng tầm tiếng, chắc chưa chưa mình mới ghé mình lấy được. Đấy, nữa mình cho anh em coi cái hiện trạng cục máy trước khi bắn và sau khi bắn nghe không. Sài Gòn mới có 6 giờ mấy mà người ta đi làm quá trời đông. Ai da, Sài Gòn mà muốn đỡ đi kẹt xe là khoảng giấc 4 giờ mấy là bắt đầu đỡ kẹt xe, chứ từ 6 giờ mấy đâu đi là bắt đầu là đông nghẹt. Nguyễn Quanh thẳng tiến, năm nay làm ăn bết bát kinh. Năm nay là thấy anh em ngành xe là ai cũng thở oxy, khóc ròng tiếng mí không. Mỗi năm là như từ tháng 10 là bắt đầu là mình ngưng nhận hàng Tết rồi, nhưng mà năm nay là bắt đầu bây giờ vẫn là chưa đủ cái sản lượng mà để vào tới cuối Tết nè, quá kinh khủng. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân tha tha, mỗi lần mà cầu Bình Triệu mà xe lửa đi qua một cái thôi á thì nó kẹt cục bộ cỡ như vậy luôn các bạn. Có đợt nào hot là phải 15-20 phút là chuyện bình thường, còn 5 phút 10 phút là quá bình thường. Có những đợt là gần cả tiếng đồng hồ luôn nó mới giải tán kẹt xe khúc này. Hai con đã về tới nhà rồi các bạn. Thì có anh H thì chỉ có dọn lại mới thôi, bảo dưỡng thay nhớt này với lại thay cái ốp đầu này bể hết rồi. Ủa tí nữa, tí nữa tháo xe này được không anh H? Tháo full nữa hết luôn á, để kiểm tra coi ốc ác nào bị bể á. Đồ mẫu đồ bãi để riêng ra để mua mới, còn mấy nào mà nó còn nguyên thì để lại. Còn đây, con này là con CB650R, con này là chủ xe mới lấy, 160 cành, biển Sài Gòn mấy bạn, Odo mới có 11.000 cây. Con này là sẽ sơn lại cái thùng xăng với lại cái đuôi là màu đen mờ cho nó tiệp với lại cái dè.
quăng mượn, khóa mượn vô rồi. Đây cục máy em ở đây các bạn. Bắn nước sôi xong một cái là nhìn nó mới vật vả luôn. Che cái lốc này lại. Giờ tháo lốc này ra sơn. Này ông anh ông làm qua ủng hộ ông thử cục coi như thế nào. Thì trước sau gì cái xe AB 208 này cái cục máy nó cũng tới tuổi muốn làm máy này. Nên là nó cũng không giá trị giống như những cái con xe SH Ý hoặc là những cái con AB Thái. Nên là mình phải thử nghiệm. Thử nghiệm nếu mà đi một thời gian bên quanh khoảng tầm nửa năm cho tới một năm mà cái màu nhôm nó vẫn còn ok thì mình tiếp tục. Này là coi như mình làm chục bạch thôi. Thì xưa giờ mấy anh em cứ có nhiều loại. Một là anh em bắn chấu hoặc là bắn đá khô hoặc là bắn cát. Bắn cát thì có bắn cát ướt, có bắn cát khô. Thằng này thì nó lại là bắn nước không anh em. Đa phần mình che kỹ hết mấy cái đường vô nước mát rồi vô đầu lòng. Nói chung là vô nhớt rồi mọi thứ, che hết mấy cái lỗ này lại. Bắt đầu mình sẽ bắn. Bắn ở ngoài mặt tiền thôi. Như bắn một cục giống như vậy. Nó hơi cực một xíu là anh em mình phải tháo cục máy ra, rớt khỏi cái sườn mới bắn được. Tình quanh nó khoảng tầm triệu mấy cho một cục máy giống vậy. SH nói chung là xe tay ga là như nhau hết. Ok, sau 2 ngày thì em nó đã biến hình từ một con xe zin toàn tập màu đỏ, đen mấy bạn. Giờ mình đã sơn lại full cái thùng xăng màu đen luôn. Anh chủ xe nó không thích màu đỏ. Sơn lại full thùng xăng với lại cái chụp thùng xăng cho nó chung màu với lại cái dè luôn. Còn set bô thì cái bô này là cái bô cũ nha anh em. Bô này là bô AK đùi gà. Con này loanh quanh giá hiện tại mà cái form giống vậy thì nó rơi vào khoảng tầm 6-7 triệu thôi. Còn new của nó tới 20 mấy triệu luôn. Tại vì bô nó bị chày tem, còn cái thân nó vẫn còn ok nha anh. Còn set cổ là đang đi cổ inox mấy bạn, chứ không phải là cổ titan. Set cổ inox thì cũng rẻ, loanh quanh nó khoảng tầm gần 4 triệu. Còn mà cổ titan thì loanh quanh nó khoảng tầm 12 triệu anh em. Xe này hôm qua mình mới ráp cái bô zin cho anh để anh đi xét xe, lấy biển xong rồi giờ hoành ra đây để mình ráp lại cái bộ bô đầu. Giờ là đi là ok bô tư rồi, không cần phải sợ gì nữa các bạn. Để ý ngoài đường một xíu thôi. Xe này ở đô 11.000 anh em. Giá 158 triệu. Thiệt tại bây giờ mà để sở hữu một con mô tô phân khối lớn mà bốn máy, máy hú tê tái, máy chuẩn chỉ ok mà khoảng tầm 150-160 triệu mà sở hữu được con xe 650cc thì mùa này là cái mùa gọi là đáng để anh em chơi những tất cả những cái dòng xe phân khối lớn, kể cả xe 1000 hay là xe 400, tất cả các dòng xe hiện tại trên thị trường đều là đao giá xuống ít nhất một xe cũng phải là vài chục triệu anh em. Quá rẻ luôn, không còn gì để bàn nữa các bạn. Rồi mấy bạn nào có nhu cầu dọn xe ăn Tết thì cứ alo cho mình ha. 0903678918 gặp Mr. Ken. Bye bye, chào tạm biệt. Này mình test cho anh em nghe cái tiếng bô AK đùi gà trên con CB650.